Mày không nghe lời tao thì mày đi đi, đi ra khỏi cái nhà này. Ngày nào mà tao còn sống thì cái nhà này phải có tôn ti trật tự. Tao chết rồi, muốn làm cái gì đó thì làm. Ông à, tôi xin ông, có cái gì thì từ từ nói với con sao ông à. Mẹ à, mẹ có sao không vậy? Mẹ không sao đâu. Mau ra xin lỗi ba con đi con. Đi, ra mau đi con. Đi đi con. Mẹ à, sao mẹ cứ nhịn nhục chịu đựng vậy được chứ? Con có làm gì sai đâu. Con cũng phải có chính kiến của mình chứ. Không lẽ con núp bóng bao hoài? Long à, sao con hỗn quá vậy? Bộ con muốn cho cái nhà này tan nát con mới vừa lòng hay sao? Bà ơi, bà có sao không bà? Nhìn thấy vậy sao dám lập gia đình trời. Ba, con thấy là ba đang lẫn lộn giữa công việc và gia đình. Con muốn có nhân quyền trong gia đình của mình. Mày đi ra khỏi nhà tao ngay. Nhân quyền của mày ở ngoài đường đó. Đồ mất dạy. Ông à, tôi xin ông. Con à, thà con giết mẹ đi, đừng làm cho mẹ khổ nữa. Ông à, tôi xin ông, bớt giận bỏ qua cho con nghe. Mày im đi. Ông. Bà. Bà đừng có nghĩ ngợi nữa. Con nghĩ là từ từ cậu chủ cũng nhận ra sai trái của mình mà bà. Bà uống nước đi bà. Bữa nay uống ly miễn á, chứ mai mốt uống ly mũ á. Chứ con hỏi bà, ngày nào ông cũng đập như vậy, đập riết là lấy ly đâu nữa mà uống. Giáp ất bính đinh mậu kỷ. Hai trẻ con của ông ấy giống như lửa với nước vậy đó. Tôi rầu quá con Lành ơi. Tại bà không tin con á, chứ con nói với bà rồi. Tao nói dần thân tị hợi là tứ hình xung, thân tí thịnh mới tam hạp. Bà nghĩ coi, ông tuổi dần, cậu tuổi thân, đụng vô là gây lộn, bà thấy không? Mà cũng ngộ ha. Con thấy tuổi nào cũng sợ con cọp, mà có mình cậu không sợ ổng à. Thôi, cô đừng đem cái chuyện tỷ di ra đây nói. Tôi mệt lắm. Bà ơi, bà mệt quá, thôi để con lên con lấy thuốc khỏe bà uống nha. Bà đợi con nha. Mẹ nói chuyện với con một chút được không? Con biết là con làm cho mẹ buồn, con làm cho mẹ suy nghĩ chuyện của con và ba nhiều lắm. Nhưng mà mẹ phải hiểu cho con mẹ à. Mẹ cũng rất muốn hiểu và chia sẻ nhiều với con. Nhưng con có đặt ngược câu hỏi cho chính bản thân mình không? Mẹ hiểu cho con
rồi ai hiểu cho mẹ? Mẹ biết, mẹ biết con vẫn còn trẻ, con có những đam mê về suy nghĩ của riêng con có quá nhiều hoài bão về những dự định của riêng mình. Nhưng con à, con chưa đủ lông đủ cánh để bay nhảy giữa dòng đời đầy cạm bẫy đâu con. Những gì ba con làm là quyết định cho con, đều là tốt nhất cho con đó. Con hiểu những gì mẹ nói, nhưng mà mẹ có hiểu nghề của ba là gì không? Nghề của ba là bảo vệ nhân quyền, đấu tranh cho sự tự do. Mẹ thấy rồi đó, trong ngôi nhà này mẹ con mình có được tự do hay không, hay là đều phải nghe theo ý của ba? Thậm chí con chó đi ngang ba nói con mèo cũng phải nghe hả mẹ? Con lớn rồi, con có nhận thức của mình mà mẹ. Long à, con thay đổi nhiều quá. Ngày xưa con nhu lắm mà, sao mà bây giờ con lại bất cần và ngang tàn đến như vậy? Con thay đổi đến mức mà mẹ cảm thấy đau lòng quá con à. Chứ mẹ muốn con làm sao đây? Không lẽ con núp bóng của ba cả đời hả? Con không thể nào nhìn ba ban ngày tụ tập với bạn bè với bọn mua quan bán chức, còn ban đêm thì cặp kè với gái gú. Con không thể nào nhìn ba ngày càng suy đồi đạo đức, mất nhân cách đến như vậy mẹ. Mẹ cấm con nói ba như vậy. Dù thế nào đi nữa, ba vẫn là người sanh ra con. Làm con cái không được quyền phán xét cha mẹ như vậy. Mẹ à, tại sao mẹ cam chịu nhẫn nhục đến như vậy chứ? Mẹ có biết con ra đường người ta chỉ trỏ như thế nào không? Con vô trường bạn bè bàn tán ra sao không? Con vô tòa án thì chỉ nhìn thấy những cái lắc đầu, những cái nhún vai. Con thà làm thật của ly bốc giác ở ngoài đường còn hơn nhìn ba ngày càng suy đồi đạo đức mẹ à. Alo, tôi Long đây ạ. Tôi sẽ đi với mấy ông. Tự nhiên cảm thấy lòng không vui lắm, muốn đi đâu đó để cho thanh thản. Ừ, vậy gặp lại sau nha. Ừ, ok bye. Ông à, vô ăn sáng đây còn đi làm. Mấy chậu kiển này chắc mấy bữa nữa kêu anh Chính mang về bên nhà chăm sóc. Sao phải gửi cây qua nhà anh Chính? Nhà có mấy chậu kiển à, cũng chăm sóc không được nữa. Tại vì anh ấy nhận chăm cây cho mấy nhà xung quanh khu vực này nè. Anh ấy có kinh nghiệm lắm, bón phân thúc cho cây ra hoa vào đúng dịp Tết không à. Ý của bà là sao? Là lời nói của tôi không còn giá trị gì trong cái căn nhà này nữa đúng không? Đến nỗi nó là con tôi còn không nghe lời tôi nữa. Ông à, mình phải có trách nhiệm dạy dỗ và hướng nghiệp cho con. Nhưng ông phải cho con có thời gian để suy nghĩ. Con mình đã lớn và trưởng thành rồi, mình cũng cần cho nó thời gian để nhận biết đúng sai nữa chứ. Chừng nào tôi còn sống trong cái nhà này thì nhất nhất mọi chuyện phải nghe lời của tôi. Còn không thì bà với nó có quyền lựa chọn cuộc sống riêng của mình. Bà tin tôi đi, cá không ăn muối cá ương, nó sẽ làm loạn hết cái căn nhà này. Cái nhà này nó còn nóc, bà hiểu chưa?
Chào ông. Ông chủ muốn đi đâu à? Tới cơ quan đi. Dạ. Alo. Alo, anh ơi, gặp em đi, em nhớ anh quá à. Anh đang trên đường đi làm, chắc không kịp giờ đâu. Thôi, em không chịu đâu. Hôm nào anh gặp em sau mà, ngoan đi, nha cưng nha. Mẹ em đâu chị Lâm? Ủa, cậu, bà buồn quá, bà đi dạo ngoài trước á. Cậu đi đâu vậy? Cậu thương bà, cậu ở lại, cậu đừng có đi nha cậu. Em ra Vũng Tàu cho vài bữa, chứ ở nhà đầu óc căng thẳng quá. Tôi biết áp lực của cậu mà. Cậu vì bà đi, nha cậu nha. Em đi mấy bữa rồi về, ở nhà chị chăm sóc mẹ giùm em. Tôi sao cũng được á, mà tôi thấy tôi thương bà quá. Tôi nói thiệt với cậu nha, tôi chưa thấy người phụ nữ nào mà hả chịu nhịn nhục vì chồng vì con như bà. Mỗi người có nỗi khổ riêng mà cậu. Cậu thấy không, bà sống trong nhung lụa vậy chứ bà mất hết quyền làm người rồi đó cậu. Thôi được rồi, chị đừng nói nữa. Có thể mẹ em chọn sống riêng theo cách của mình. Thôi em đi. Cậu. Mẹ Lòng, con làm cái trò gì vậy? Hả? Con muốn giết chết mẹ hả? Tất cả như thế này chưa đủ với mẹ hay sao? Mẹ à, con ra Vũng Tàu nhà Tú chơi vài bữa, không sao đâu. Con ở nhà đối đầu với ba căng thẳng quá mẹ à. Bộ con tưởng là con bỏ đi là mọi việc sẽ trở lại bình thường sao? Mẹ nghe con nói nè, thật sự ở nhà con áp lực lắm, căng thẳng lắm. Ba cũng vậy nữa. Con và ba cứ đối đầu vào thời điểm này thì không khí gia đình mình nặng nề lắm. Con muốn đi một thời gian để suy nghĩ mọi chuyện. Mẹ đừng lo cho con. Bà ơi, tôi nghĩ bà cứ để cho cậu đi chơi vài ngày đi, chứ tôi thấy cậu với ông chủ căng thẳng quá, giải quyết được gì đâu bà ơi. Đúng rồi mẹ, mẹ đừng lo cho con không sao đâu. Con lớn rồi, con không làm mẹ buồn đâu. Tin con đi. Con đi nha mẹ. Cậu đi vài ngày cậu về mà bà. Chúc mừng sự hội ngộ của chúng ta. 1, 2, 3, vô. Giờ mấy bà biết sao không? Ngày mai á, mấy bà chịu khó, mấy bà dậy sớm á, thiệt là sớm á, mấy bà ra biển rồi bà ngắm bình minh nha không? Trời ơi, tôi nói thiệt nha, ra biển mà không ngắm được mặt trời mọc á là một thiếu sót của cả một đời người đó. Ê ê, hay là mình chơi trò chơi đi. Chơi trò gì vậy? Ờ, rồng rắn lên mây đi. Trời ơi, tôi ghét cái là trò này á. Kệ không? 1, 2, 3, vô. Rồng rắn lên mây có cái cây lúc đất.
Mọi người nói thì hay lắm, ai cũng quyết tâm sáng dậy đón bình minh, mà có ai dậy nổi đâu. Mà như vậy thì cũng hay. Một khung cảnh lãng mạn như vậy mà cả nhóm cùng đi thì chắc gì đã còn vẻ đẹp yên bình và tĩnh lặng của nó. Nè, có đi. Cái trò này vui ghê mày. Trời ơi. Nè, mày cứ lê bồi tao chờ được nha. Trời ơi. Nè, mày coi nào. Hai ông nhìn ở ngoài á, nhìn cũng thấy ngố, chứ đâu cần phải nhìn trong hình. Nè, 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 nè. Trong hoài à. Nhìn cái hình của bà đi. Xấu quá à. Vậy mà bà chơi người khác là sao? Trời ơi. Ông coi sao vậy? Ghê chỗ nào? Nè, đây nè. Nè, nè. Đâu? Ông không thấy á, tất cả mọi người á, làm nền cho tôi hả? Nè, 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 nè. Tôi tự hỏi á, nếu như bà Ngân với ông Thành mà lấy nhau về thì á, sao ta? Không biết cái nhà này á, cái nóc giữ được mấy ngày nữa. Đúng rồi. Như cái kiểu hai gái lấy chung một chồng vậy á. À mà nè, coi chừng ghét của nào trời trao của đó đó nha. Tôi nói thiệt nha, thà tôi ế chứ tôi không lấy bà Chằng. Cái gì? Bà Chằng? Dạ, chào bác. Con chào bác. Chào bác. Dạ, chào bác. Chào bác. Con vô ăn sáng đi. Hôm nay á, bác có làm món đặc sản của Vũng Tàu đó. Wow. Nè, có lòng ăn nha. Duy nói cho mấy bạn biết, mẹ của Duy mà nấu món này á là đỉnh của đỉnh luôn á. Tại vì bác á chăm sóc trong ngoài của thằng Duy á, chứ không thôi thì bác sẽ mở một cái cửa hàng chuyên về món đặc sản này đó. Bác, mai mốt bác mở đi, tụi con thường xuyên ra ủng hộ bác. Đúng rồi đó bác. Đúng mày rồi. Hứa rồi, mày hứa rồi đó. Thôi dạ, vô ăn sáng đi mấy con. Nhanh nhanh lẹ lên hết bây giờ. Đây là một vụ án giết người. Bị cáo là một cô gái trẻ, mà nạn nhân là cha dượng của cô ta. Tòa án gần đây không? Mai tụi mình có đi xem không? Ở cách đây chừng 2-3 cây, có gì mai tụi mình đi. Nè, có đi. Vì ngày mai chúng ta đi nha. Nhưng hôm nay mới là ngày đưa ra xét xử đầu tiên. Nạn nhân chính là cha dượng của bị cáo. Không hiểu nguyên nhân tại sao cô ấy lại dùng dao chém liên tiếp vào người của nạn nhân, khiến cho nạn nhân chết tại chỗ. Khi công an tới, cô ấy vẫn còn trong cơn hoảng loạn. Chắc là phải có ổn khúc gì đó chứ. Nghe đâu cô ấy là người nghiện ma túy. Tôi chắc chắn là phải có lý do gì đó. Nhưng mà nếu ma túy trong người thì khó kiểm soát hành vi của mình lắm. Kìa, tới rồi kìa. Mày giết con tao. Mày giết con tao rồi. Mày ác quá. Sao mày làm như vậy? Mày giết cha mày phải không? Con ơi, con ơi là con. Sao mày nỡ giết cha mày hả? À, mày ác quá. Sao mày giết cha mày? Con quỷ ác. Con quỷ ác. Con quỷ ác. Mày ác quá. Thử coi thử sao. Số 107 trên 01 CT DKS ngày 28 tháng 5 năm 2013, căn cứ quyết định khởi tố bị can số 287 trên 006 ngày 30 tháng 3 năm 2013 của cơ quan điều tra thành phố Vũng Tàu đối với bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt về tội giết người. Trên cơ sở điều tra đã xác định như sau: giữa bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt và Dương Công Thiệu có mối quan hệ cha dượng và con riêng của vợ. Vào lúc 15:30 ngày 7 tháng 3 năm 2013 tại địa điểm số 30 ấp 4 thị trấn Long Hải, thị xã Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giữa bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt và nạn nhân Dương Công Thiệu đã xảy ra tranh cãi và ẩu đả, dẫn đến việc bị cáo dùng dao đâm chết nạn nhân. Theo giám định tử thi, nguyên nhân gây ra cái chết của nạn nhân là do một vật nhọn đâm thủng bụng, gây thủng lá lách và mất máu cấp, dẫn đến nạn nhân tử vong. Bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Tại hiện trường, đó là một con dao có bề ngang 7 phân, dài 30 phân. Theo giám định pháp y, dấu vân tay trên cán dao phù hợp với dấu vân tay của bị cáo, và chất màu đỏ trên mũi dao là máu của nạn nhân.
Đây chính là con dao mà bị cáo gây án. Quá trình điều tra vụ án, bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi gây án của mình. Bị cáo hãy trả lời vụ việc xảy ra ngày hôm đó. Hắn đáng chết. Hắn đáng phải chết. Đề nghị bị cáo khi trả lời trước tòa phải kính thưa và xưng bị cáo trước tòa. Tôi đâm ông ấy tới chết. Cứ phạt tôi ở mức án cao nhất đi. Tôi không chối tội đâu. Một lần nữa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Vì vậy mức án tử hình là hoàn toàn phù hợp với bị cáo. Trước khi vào nghị án, bị cáo có muốn nói gì với gia đình nạn nhân và gia đình người thân của mình không? Nếu bị cáo không còn gì để nói, hội đồng xét xử sẽ vào nghị án. Nghiêm! Anh Long nè, em thấy bị cáo còn quá nhỏ tuổi. Em cảm thấy rất khó hiểu với những hành động của cô ta. Anh cũng nghĩ như vậy. Phản ứng của bị cáo khác hẳn tâm lý của bị cáo. Anh nè, anh có thắc mắc gì trong bản luận án này không? Anh nghĩ là bản án này có ân khúc với tình hình tâm lý của bị cáo trong vụ án này. Phải có động cơ đặc biệt nào đó mới ra tay sát hại nạn nhân như vậy. Mà nhìn di ảnh của nạn nhân đâu phải là dáng người nhỏ bé mà không kháng cự được. Bây giờ còn phải chờ phán xét của viện kiểm sát nữa. Với việc phạm tội như vậy, anh nghĩ nhẹ cũng phải chung thân. Nếu mà nặng có thể là tử hình. Em nhìn người nhà của nạn nhân kìa, chắc chắn có liên quan đến những người quyền lực. Nghiêm! Mời mọi người ngồi. Riêng bị cáo đứng, nghe tuyên án. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, nhân dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ vào các chứng cứ và điều kiện đã được thẩm tra tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện chứng cứ, ý kiến của vị kiểm sát, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác, hành vi phạm tội của bị cáo vô cùng nguy hiểm. Quá trình thực hiện hành vi, thực hiện tính cách ngôn đồ và được thực hiện một cách mang rợ, về các lẽ trên quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt phạm tội giết người, xử phạt tử hình bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt. Tôi tuyên bố chấm dứt phiên tòa sơ thẩm tại đây. Các đồng chí thi hành nhiệm vụ. Nguyệt.
ơi, chị ơi, bình tĩnh lại đi chị. Đồ cái con ác phụ, đáng quá à, sanh con mới 10 lớn mà ác hết biết à. Thứ trời đánh chờ đi rồi biết à. Chị ơi, chị ơi, bình tĩnh lại đi chị. Chị ơi, chị ơi, bình tĩnh lại đi chị. Mẹ của bị cáo nhìn tội nghiệp thiệt. Em thì thấy cô ta thần kinh thép quá. Cô ta chẳng hề tỏ ra sợ hãi, mà ngược lại còn xin được chết nữa. Khó mà đoán được tâm lý của bị cáo. Nhìn cô ta mặt lạnh như tiền, ánh mắt thì ráo quảnh, không cảm xúc gì hết. Thông thường á, khi nghe lời tuyên án tử hình thì tâm lý của tội phạm á, đứng trước bờ vực của sự chết chóc sẽ khiến cho tinh thần dễ bị hoảng loạn. Vậy mà cô ta lại... Có khi nào... cô ta quá bế tắc trong cuộc sống nên không màng đến sự sống nữa. Em cũng nghĩ như vậy á. Nhìn gì vậy? Ê, hai tụi bay vẫn còn ám ảnh bởi bị cáo xinh đẹp ngày hôm qua đúng không? Nhưng mà tao thấy là hai đứa này tâm đầu ý hợp lắm. Có khi nào là trời xanh một cặp không ta? Bậy không à, người ta sắp đám cưới rồi kìa. Ê ông Duy. Gì gì gì? Bộ ông rảnh lắm hả? Hả? À. Nói tùm lum không à? Nhiều khi nó chơi mạnh thiệt á, ai biết được. Bữa xuống thì kêu chơi lâu lâu, vậy mà có mấy hôm mà đòi về rồi. Các cô cậu đâu có chịu sóng cảnh sóng to gió lớn bùng bã như dưới này đâu. Thằng Duy nó lớn rồi mà nó không chịu lấy vợ cho bác nhờ nữa. Vậy mà nó đi có mấy hôm là bác nó nhớ nó rồi. Cô các cậu về nhớ giới thiệu cho thằng Duy con bác một đứa bạn gái giùm bác nha. Đâu có đâu mà bác, tụi con xin phép đi có mấy bữa thôi mà. Bữa nào tụi con xuống cả tháng luôn, cho bác ngán luôn thì thôi. Nha bác. Nhỏ này nè, nói phải nhớ giữ lời đó nghe không? Dạ. Chứ nhà bác thì neo đơn lắm, nhiều lúc buồn cảm giác thèm đứa con dâu, mà cái thằng này nó không chịu lấy vợ. Chắc nó chờ bác chết nó mới lấy vợ là sao á. Nè ông sao mà để bác nói vậy vậy? Thôi, con biết rồi. Nếu mà mẹ muốn con dâu quá rồi đó thì bây giờ mẹ rước về nhà đi, con lấy cho mẹ coi. Gì, nó giấu bác rồi. Chứ trên Sài Gòn hả? Quá trời cô theo. Đó. Đúng rồi đó bác. Thôi, trễ giờ rồi. Thôi tụi mình đi lẹ đi. Tụi bác con về. Con đi nha mẹ. Tụi bác con đi lại, sức khỏe nha. Con đi nha bác. Dạ, dạ con đi nha bác. Bác ở lại mình khỏe nha bác. Con về ha. Cho em xin tiền luôn anh. Cho em gửi. Cảm ơn anh.
Cậu mới về. Mẹ em có nhà em chị Lành. Dạ có, bà đang ở dưới bếp chuẩn bị thức ăn cho ông. Có bao giờ bà ra khỏi nhà được 30 phút đâu cậu. Mấy bữa nay ba em ngày nào cũng say xỉn hả chị? Cũng vậy, không có gì thay đổi đâu cậu ơi. Ở nhà có xảy ra chuyện gì dạ chị? Dạ không, mấy bữa cậu đi chơi á, ngày nào ông cũng về trễ, ở nhà lạnh tanh à. Mẹ ơi, con về rồi nè. Mẹ. Con. Trời ơi, về sao không báo trước để mẹ nấu cái gì ngon ngon cho con ăn. Thôi khỏi, con lớn rồi mà. Có ít cá khô, mẹ Tú gửi cho mẹ nè. Trời ơi, tội nghiệp thằng Tú. Khi nào cũng có quà cho mẹ hết á. Gia đình Tú sao rồi con, khỏe không? Dạ. Con nói với nó khi nào vô Sài Gòn nhớ ghé qua nhà mình chơi nghe. Ba chưa về hả mẹ? Chưa, giờ này còn sớm mà. Con nhớ ba rồi phải không? Để mẹ gọi điện nói ba hôm nay về sớm nghe con. Dạ thôi khỏi, lát ba về mà. Thôi con lên lầu tắm rửa đây. Lên tắm đi con, rồi ba về á mẹ kêu xuống ăn cơm nghe. Dạ. Đáng phải chết. Tôi đâm ông ấy tới chết. Cứ phạt tôi ở mức án cao nhất đi. Tôi không chối tội đâu. Chị ơi, chị ơi, bình tĩnh lại đi chị. Ba, con xin lỗi ba, hôm bữa con đã hỗn với ba. Con biết mình đã sai. Dạ con xin lỗi ba. Con nhận được cái sai của mình từ khi nào vậy? Trứng không thể nào khôn hơn vịt được. Thời buổi này, không phải có tiền là có tất cả. Chỉ có quyền là nhất thôi. Quyền lực quyết định đúng sai. Tiền chỉ là phương tiện thôi. Con còn trẻ, còn có nhiều cơ hội. Nhưng ba nói cho con biết, với tấm bằng luật sư quen của con, không có mối quan hệ, không có quyền lực của ba, mãi mãi con chỉ là thầy cải thuê, không hơn không kém. Ông à, con nó cũng đã biết sai rồi mà. Thì tôi đã nói cho nó biết, cuộc sống không giống như cuộc đời. Mẹ à, ba nói đúng á mẹ. Con đã nhận ra được điều đó rồi. Ba, ba cho con một cơ hội nha ba. Con nói đi. Ba đang tự hỏi, điều gì khiến con thay đổi thái độ với ba như vậy? Ba có thể dùng quyền lực của ba can thiệp vào cho con tham gia vụ án dưới Vũng Tàu được không ba? Một vụ án giết người. Bị cáo là Nguyễn Thị Nguyệt. Cô ấy bị tòa án sơ thẩm tuyên tội tử hình. Con muốn tham gia bào chữa cho cô ấy ở phiên phúc thẩm. Anh suy nghĩ kỹ chưa? Anh bị ám ảnh bởi ánh mắt của bị cáo. Em hiểu. Cách hành xử của cô ấy hoàn toàn trái ngược với ngoại hình. Nhưng mà trong một hoàn cảnh bế tắc, hoảng loạn nào đó thì phần con người của cô ta lại trỗi dậy. Anh không thể giải thích tâm lý tội phạm cô ấy, nhưng mà ánh mắt cô ấy lạ lắm, có điều gì bí ẩn lắm. Có phải anh đang nói về ánh mắt cô ta nhìn thấy sự sụp đổ của người mẹ? Đúng vậy. Trông cô ấy rất lý trí, kiên quyết giữ quan điểm được chết, và nói rõ những hành vi gây án của mình. Anh đang nghĩ về sự tác động trực tiếp đến hành vi gây án đúng không? Anh không chắc, nhưng mà anh thấy cô ấy đang bị chi phối. Vậy bây giờ anh muốn làm sao? Anh muốn tham gia vụ án này. Hả? Có được không đó?
Vì em thấy vụ án này khá phức tạp. Và hơn nữa, nếu như anh tham gia thì anh phải tham gia ngay từ đầu, chứ bây giờ đâu có xen vô được. Anh sẽ có cách. Anh nè, anh cần phải cân nhắc chuyện này cho thật kỹ đó nha. Vì em thấy nếu anh tham gia vụ án này thì sẽ rất phiêu cho sự nghiệp của anh. Một luật sư trẻ vừa mới ra trường thì rất cần bước đi vững chắc ngay từ đầu. Anh hiểu ý em mà đúng không? Anh hiểu. Nhưng mà anh tự tin sự lựa chọn của mình. Em có tham gia không? Giành nhân quyền. Em cứ coi đó là một sự trải nghiệm trước khi bước vào cuộc chiến giành nhân quyền. Nghe đào to búa lớn quá ha. Thật ra thì em cũng có cảm giác giống anh vậy đó. Em chỉ sợ vụ án này là chiếc áo quá rộng để em khoác lên thời điểm này. Em à, mình phải tự mình vượt qua khó khăn chứ. Ok, vậy anh em mình sẽ bắt đầu từ đâu? Thủ tục thì anh sẽ lo. Chỉ cần em bắt tay vào việc thôi. Bà, lâu rồi con mới thấy nhà mình có không khí ấm cúng vậy hả bà ha? Con không nghĩ là cậu chủ thay đổi nhanh vậy bà. Tôi cũng mừng khi thằng Long nó thay đổi tâm tính mau như vậy. Con nghĩ là chắc có cái vấn đề gì đó nên khiến cậu thay đổi nhanh như vậy. Tôi cũng không chắc lắm. Nhưng về việc nó yêu cầu ba nó giúp đỡ gì công việc, tôi cũng rất mừng. Và an lòng về mối quan hệ của cha con nó rồi. Bây giờ mình phải tìm bằng cách nào làm cho ông bà tìm lại tiếng nói chung ta. Tấm kiến đã bể rồi, muốn lành lại được cũng khó ghê. Cô Lành. Dạ. Cô đang nói gì vậy? Không, con đang nghĩ về ông bà thôi. Thôi đừng có suy nghĩ nữa. Vô trong bếp á, coi cái nồi gà hầm đã hầm xong chưa. Dạ. Con gái khó thì còn cứ như vậy á, thì tất nhiên gia đình bên đó suy diễn và họ có quyền phán xét của họ. Mẹ cũng phải chăm sóc cho em con nữa. Nhưng mà bây giờ là thời đại nào rồi mà mẹ còn ép con phải cưới? Con phải ổn định sự nghiệp của mình xong á rồi con mới nghĩ đến chuyện cưới xin. Ngay cả mẹ mà cũng không hiểu ý con sao? Mẹ hiểu, mẹ có thể thông cảm cho con nữa. Nhưng con hãy đặt con vào vị trí của người ta đi. Quen nhau 7 năm rồi, người ta có quyền thúc giục, người ta có quyền suy diễn, con hiểu không? Thôi được rồi, con sẽ giải quyết chuyện này. Giải quyết bằng cách nào? Trì hoãn, né tránh, bao lâu? Con nghĩ con là ai mà con ép người ta phụ thuộc vào mình? Con là phụ nữ, dù con có thành đạt, có giàu có địa vị, cuối cùng con cũng chỉ là phụ nữ mà thôi. Phụ nữ thì sao hả mẹ? Vậy ba với mẹ cho con ăn học để làm gì? Con phải có công ăn việc làm ổn định thì người ta mới không khinh thường con được. Ít nhất thì con cũng phải kiếm tiền nuôi sống bản thân mình đã. Chẳng lẽ suốt ngày ngửa tay xin tiền chồng mới là phụ nữ sao hả mẹ? Thôi được, mẹ sẽ chờ xem con ổn định như thế nào. Con tự giải quyết chuyện của mình đi. Con đừng để người ta gọi điện chất vấn mẹ nữa. Mẹ mệt mỏi lắm rồi. Mẹ. Mẹ.